Xin kính chào quý vị. Chương trình Sức khỏe là trên hết là một lần nữa trở lại với quý vị trong ngày hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Thục Đoan và Jenny. Kính thưa quý vị, để mở đầu buổi nói chuyện thì quý vị xin cho Jenny đặt một câu hỏi. Đó là có khi nào quý vị bị tấn công bởi một cơn đói khủng khiếp chưa? Jenny có nhớ là đã đọc trên News vào năm 2008, có một nữ nhân viên có thâm niên 18 năm làm việc của tiệm Walgreens ở Seattle, cô đang bị bệnh tiểu đường và đã bị đuổi việc vì cô đã lấy một bịch chips ăn mà không xin phép khi cơn đói đang hoành hành cơ thể của cô. Thì chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của người nhân viên này khi mà chúng ta lâm vào tình trạng khẩn cấp như vậy, khi mà chúng ta không thể xin phép trước, thì chúng ta có làm như thế không? Người nhân viên này đang đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn khi một bên là tính mạng của cô đang bị đe dọa và một bên là công việc nuôi sống gia đình sẽ bị mất đi. Và cuối cùng, cô đã không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chọn lấy tính mạng của mình. Các vấn đề đột ngột xảy ra như thế này khi mà ta đang mang trong người căn bệnh tiểu đường. Nếu không được cung cấp thực phẩm kịp thời, thì hậu quả sẽ như thế nào nếu lượng đường huyết của chúng ta bị hạ? Nếu ai đang mắc những căn bệnh này hay đã từng trải qua triệu chứng này thì sẽ hiểu như thế nào về những bất tiện và tính nguy hiểm của nó. Và đây chính là đề tài mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị, đó là hạ đường huyết do căn bệnh tiểu đường, từ những bất tiện trong cuộc sống đến việc gây hôn mê và thậm chí tử vong. Và thưa quý vị, hôm nay Thục Đoan sẽ là người bạn đồng hành cùng với Jenny trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin kính chào mọi người. Thục Đoan hôm nay rất vui lại được trở lại với chị Jenny. Và để chia sẻ cùng với quý vị những thông tin hữu ích cho sức khỏe. Và Thục Đoan cũng mong muốn rằng những gì mà chị em chúng tôi chia sẻ sẽ giúp một phần nào trong việc bảo vệ sức khỏe của mọi người. Cảm ơn em rất nhiều Thục Đoan. Và Thục Đoan ơi, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với mọi người về chủ đề và cái chứng hạ đường huyết và những nguy hiểm của nó nhé em. Dạ. Dạ thưa chị và kính thưa quý vị, khi nói đến đồ ngọt thì có lẽ chúng ta cho rằng đồ ngọt không tốt cho sức khỏe, nên đường huyết thấp nghe chừng không có gì là xấu cả. Nhưng thưa, đó là một suy nghĩ sai lầm thưa quý vị, vì việc hạ đường huyết là một vấn đề nghiêm trọng và có thể gây nguy hiểm. Thường liên quan đến bệnh tiểu đường, vì insulin và các thuốc điều trị tiểu đường khác có thể làm giảm lượng đường trong máu. Thưa quý vị, lượng đường huyết thấp thì còn gọi là hypoglycemia, là một đặc trưng bởi mức độ thấp một cách bất thường của lượng đường hoặc glucose trong máu. Và bởi đây là nguồn năng lượng chính cho cơ thể, nên khi bị hạ đường huyết thì cơ thể sẽ bị suy yếu và không đủ năng lượng để hoạt động như bình thường. Không chỉ vậy, hạ đường huyết còn kéo theo các triệu chứng nguy hiểm khác cùng các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều thưa quý vị. Theo Viện Quốc gia về bệnh tiểu đường và bệnh tiêu hóa và bệnh thận của Mỹ thì các triệu chứng nhẹ bao gồm như là mình run nè, đổ mồ hôi không do thời tiết, đói nè, đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, mất phương hướng, tái nhợt, suy nhược, tim đập nhanh và mắt bị mờ, đó là những cái triệu chứng đó em. Yeah. Và nó cũng có thể gây ra những thay đổi về tâm trạng như bao gồm mình cảm thấy mà bứt rứt nè, căng thẳng hoặc thay đổi hành vi. Trong những cái đợt nặng hơn thì người bệnh có thể không ăn hoặc uống được, đôi khi sẽ bị lú lẫn, sẽ dễ kích động, đôi khi dẫn đến co giật hoặc mất ý thức. Và nhiều hơn nữa thì có thể bị liệt nửa người, rối loạn ý thức, thậm chí là hôn mê sâu. Đây là tình trạng nặng và khả năng dẫn tới tử vong rất là cao. Thành ra mình phải đề phòng cái vấn đề đó nha quý vị. Dạ. Thưa quý vị, cũng như chị Jenny mới vừa đề cập, thì nguyên nhân gây hạ đường huyết là do lượng đường gluco trong máu bị giảm. Nhưng vì sao mà lượng đường này bị giảm hả chị? Dạ thưa Thục Đoan, cũng như thưa quý vị, cũng như là Jenny trước khi trả lời câu hỏi của Thục Đoan, thì Jenny có vài hiểu biết căn bản về bệnh tiểu đường qua tiến sĩ Matt Smith và bác sĩ Somchai của công ty Brum. Thì bệnh tiểu đường đang có chiều hướng gia tăng tại mọi quốc gia, cũng vì tài chính được tăng cao nè, cái nguồn sống của mình được tăng cao hơn cho nên dinh dưỡng được cải thiện, nên chúng ta ăn uống một cách thoải mái hơn nhưng lại ít vận động cơ thể. Và sau đây là mấy cái hiểu biết căn bản mà Jenny muốn chia sẻ cùng với quý vị. Đó là điều thứ nhất là thực phẩm chính của con người là carbohydrate, chất đạm và chất béo. Mà carbohydrate thì có hai thành phần chính là đường và tinh bột. Đường thì lại có loại đường fructose và glucose, lactose, và tinh bột hay còn gọi là saccharides.
Đường lưu hành trong máu là đường glucose do sự chuyển hóa carbohydrate mà ra và là nguồn năng lượng quan trọng cho các tế bào. Và đường glucose khác với loại đường trắng tinh chế mà ta mua ở ngoài chợ đem về nấu ăn. Điều thứ hai mà Jenny muốn chia sẻ đó là đường glucose được các hormone insulin từ tụy tạng chuyển vào tế bào để tạo ra năng lượng cho các hoạt động của cơ thể. Thiếu insulin thì glucose sẽ tăng cao trong máu và điều này dẫn đến cái lượng đường huyết bị cao. Hạ đường huyết thì phải có rất nhiều nguyên nhân, như là chúng ta do bị tiểu đường và cơ thể có quá nhiều insulin, hay là do cái khoảng cách bữa ăn quá lâu, hay là do không ăn đủ lượng tinh bột cần thiết, hoặc là cái chế độ ăn kiêng không hợp lý, hay uống quá nhiều bia rượu cũng có thể xảy ra cái vấn đề đó đó em, vấn đề hạ đường huyết. Nhưng nói như vậy thì không có nghĩa là chúng ta sẽ không bị hạ đường huyết nếu như chúng ta không mắc phải vào những nguyên nhân mà Jenny mới vừa kể đến. Vì tùy thuộc vào cơ địa của từng người mà chúng ta có thể gặp triệu chứng này hay không, cho nên chúng ta cần đến gặp các bác sĩ để được tư vấn thêm ngay tức khắc khi mà chúng ta có những cái triệu chứng đó. Dạ. Trong các triệu chứng nói trên thì hạ đường huyết do căn bệnh tiểu đường là nguy hiểm nhất, bởi chúng ta không thể biết khi nào nó xảy ra. Bởi một khi mắc căn bệnh tiểu đường là do mức lượng đường của bạn luôn cao hơn mức bình thường. Khi lượng đường quá cao thì sẽ gây thiếu hụt insulin, vì cơ thể lúc nào cũng cần tiết ra insulin để hạ đường huyết. Và một khi nguồn insulin dự trữ đã cạn kiệt và không đủ cung cấp, thì ta cần phải inject, có nghĩa là tiêm insulin bên ngoài vào cơ thể. Lúc này thì cơ thể không thể điều tiết được lượng insulin này, cho nên nó sẽ phản tác dụng là làm giảm lượng đường quá nhiều, từ đó gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe như chị Jenny mới vừa đề cập phía trên. Và thưa chị, em thường thấy những người có chế độ ăn kiêng thường hạn chế cung cấp lượng tinh bột cho cơ thể. Vậy điều đó có nên không hả chị? Cái đó thì thưa quý vị cũng như thưa trục đoàn thì không nên em ạ. Bởi tinh bột cung cấp lượng đường glucose, mà em biết glucose nó là một cái thành phần chủ yếu và quan trọng để hình thành năng lượng cho cơ thể, để chúng ta có đủ năng lượng để hoạt động mỗi ngày. Cho nên việc ăn kiêng hẳn thành phần này là không nên. Ngoài ra khi chúng ta không có đủ năng lượng so với nhu cầu do chế độ ăn kiêng quá cao, hay là ăn kiêng hoàn toàn tinh bột, thì cũng sẽ dễ gây ra các triệu chứng nguy hiểm hạ đường huyết này. Bởi vì một cái tế bào trong cơ thể chúng ta đều cần năng lượng để hoạt động, và nguồn năng lượng chính là glucose. Lượng đường trong máu rất cần thiết cho các chức năng như là não, tim và các chức năng tiêu hóa. Nó còn thậm chí giúp giữ cho da và thể lực của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Cho nên có thể nói tinh bột rất cần thiết cho cơ thể, và nó không như những gì người ta thường nghĩ là tinh bột có hại cho sức khỏe, hay là mình phải ăn kiêng, hay là nó ảnh hưởng tới cái lượng đường trong máu. Cái đó là nó không đúng. Bởi nó là nguồn năng lượng chính giúp duy trì sự vận động của cơ thể chúng ta đó em. Thành ra không nên, cái vấn đề đó là không nên. Không nên kiêng hẳn thưa quý vị. Thưa chị Jenny, có nhiều người mắc phải triệu chứng này không chị? Và chúng ta cần phải làm gì khi triệu chứng này xảy ra? Thưa thuộc đoàn cũng như thưa quý vị, theo ước tính thì có đến 100 triệu người dân Mỹ đang gặp vấn đề về hạ đường huyết, và có rất nhiều người không biết là mình đang mắc phải nó. Và mỗi năm thì có đến hơn 300.000 lượt cấp cứu do vấn đề này xảy ra. Cho nên Jenny khuyến cáo rằng nếu mà mọi người, quý vị hay là người thân của mình có những cái triệu chứng hạ đường huyết thì phải nên quan tâm hơn, đừng có nên chủ quan nha quý vị. Và nếu mà mình thực sự mình có cái vấn đề đó thì hay là mình đang mắc bệnh tiểu đường á, thì trong giỏ của mình lúc nào cũng nên có một vài cái cây kẹo để có thể cung cấp lượng đường kịp thời khi mình có những cái triệu chứng báo hiệu. Và chúng ta nên cung cấp thêm cái lượng tinh bột là carbohydrate á, đầy đủ cho cơ thể nha quý vị. Đừng vì quá kiêng ăn hay sợ mập mà chúng ta lại ngưng hẳn cái chế độ tinh bột này. Ngay cả người đang mắc căn bệnh tiểu đường thì cũng không nên cắt toàn bộ khẩu phần tinh bột của mình. Bởi vì cái đó là rất là nguy hiểm. Điều này là một quan niệm rất sai lầm nha quý vị. Ngoài ra, xin quý vị đừng chủ quan với chứng hạ đường huyết này. Nếu như bệnh ở mức độ nguy hiểm thì rất dễ dàng dẫn đến tử vong. Cho nên mỗi mà chúng ta cần phải có cái phương pháp phòng ngừa đúng đắn để có sức khỏe cường tráng hơn. Với những người bệnh tiểu đường thì cần phải lưu ý trong chế độ ăn uống cũng như cách dùng thuốc. Còn với những người bình thường thì không nên nhịn đói, không nên nhịn ăn, và nên bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết trong khẩu phần ăn của mình hàng ngày. Ngoài ra thì việc luyện tập thể thao cũng rất là quan trọng. Dù là với người bị tiểu đường hay người không bị, thì vận động sẽ giúp cho cơ thể được khỏe mạnh hơn.
và tăng sức đề kháng, phòng ngừa đường huyết cũng như các căn bệnh khác nữa. Và một điều quan trọng là nếu quý vị nhận thấy tình trạng này tiếp diễn thường xuyên thì nên đi gặp ngay bác sĩ quý vị nhé. Nhất là đừng bao giờ nhịn đói buổi sáng, đó là rất là quan trọng nha. Kính thưa quý vị, cũng như chị Jenny thường hay nói, thực phẩm nó là một con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta không biết cách sử dụng thì chúng có thể sẽ trở thành một chất độc, từ từ bào mòn sức khỏe của chúng ta. Và nếu chúng ta biết tận dụng chúng và kết hợp với các công nghệ hiện đại ngày nay thì chúng sẽ trở thành một dược liệu quý giá giúp ích cho sức khỏe của chúng ta một cách hữu hiệu nhất. Cũng như Hippocrates, ông tổ của ngành y dược hiện đại có nói rằng, hãy để thực phẩm trở thành phương thuốc điều trị tốt nhất. Và thuộc đoàn xin được ví dụ như thế này, cơ thể chúng ta như một chiếc xe. Nếu nó muốn chạy được trơn tru và lâu bền, thì ta phải cung cấp cho nó những nhiên liệu tốt và phù hợp. Đồng thời, phải biết chăm sóc thường xuyên. Năng lượng tế bào và amino acid là hai thành phần cung cấp cho cơ thể có được một năng lượng phù hợp để hoạt động cũng như tạo ra một dây chuyền phản ứng giúp cải thiện cho hệ tiêu hóa được tốt hơn. Và vì thế, bạn có thể tiếp nhận được toàn bộ chất dinh dưỡng từ những thực phẩm mà chúng ta ăn. Thưa quý vị, thuộc đoàn nó rất là đúng. Và hàng ngày tế bào của chúng ta bị tấn công bởi những gốc tự do, nó gọi là free radicals, từ rất nhiều nguồn như là các tia tử ngoại nè, do ánh nắng mặt trời nè, do không khí chúng ta thở trong môi trường làm việc, hay do trong nước chúng ta uống và ngay cả thực phẩm chúng ta ăn. Và thưa quý vị, sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMature giúp hỗ trợ các tế bào của chúng ta chiến đấu với các gốc tự do và những cái chất xâm hại cơ thể bằng cách tẩy hết các chất độc tích tụ trong tế bào, hủy diệt đi các chất thải và giúp tế bào trở nên khỏe mạnh hơn. Kết quả là một hệ thống miễn nhiễm của chúng ta sẽ được phát triển và cái lượng năng lượng sẽ tăng lên và một cơ chế có chức năng đề kháng sẽ được ở mức độ cao hơn, thưa quý vị. Và thưa quý vị cũng như chị Jenny, lão hóa và bệnh tật là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta bệnh hay già nhanh như thế nào là hoàn toàn do chúng ta quyết định. Với BioMature, người ta có thể cải thiện sức khỏe và làm chậm đi quá trình lão hóa và chiến thắng bệnh tật bằng cách nuôi dưỡng tế bào những gì chúng ta cần để chống lại các tạp chất ô nhiễm, độc tố, các gốc tự do và những nguyên nhân chủ quan và khách quan khác đã và đang cướp đi đời sống của chúng ta, hoặc thậm chí trong nhiều trường hợp làm giảm đi sự thoái hóa bệnh tật mà quý vị vướng phải. Thục Đoan nói rất là đúng và kính thưa quý vị, chị em của Jenny muốn chia sẻ thêm rất nhiều về nhờ cái căn bệnh này đến với quý vị, nhưng mà bởi vì thời gian có hạn cho nên Jenny và Thục Đoan xin tạm dừng nơi đây. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Jenny xin gửi đến quý vị một lời nhắn nhủ như thế này. Hãy tạo cho cuộc sống chúng ta tràn đầy năng lượng mỗi ngày để cuộc sống thoải mái và an nhiên hơn, một tinh thần minh mẫn và một cuộc sống tươi đẹp hơn nhé quý vị. Và mọi chi tiết xin liên lạc về công ty Brum nếu quý vị có câu hỏi gì. Liên lạc về công ty Brum ở số 1-800-338-4121. Và Jenny cùng với Thục Đoan xin kính chúc mọi người luôn có được nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc yêu đời nhé. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like nhấn nút like và subscribe YouTube và Facebook của công ty Brum theo địa chỉ trên màn hình quý vị nhé. Xin kính chào quý vị. Nam Minh rất vui mừng được chia sẻ với quý vị một sản phẩm sức khỏe vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Đó là sản phẩm BioMR2 của công ty Brum LLC. Nam Minh thấy mình cần phải chia sẻ thông tin này với tất cả mọi người, bởi vì Nam Minh biết nó sẽ giúp cải thiện cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta trẻ trung hơn, khỏe mạnh hơn và yêu đời hơn. BioMR2 là một sản phẩm chức năng hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay. Các bác sĩ y khoa, bác sĩ vật lý trị liệu và các nhà dinh dưỡng học đã và đang dùng nó và cũng như giới thiệu cho các bệnh nhân của họ. Kính thưa quý vị, trong nhiều thế kỷ qua, gạo đã đóng một vai trò quan trọng trong dinh dưỡng và sức khỏe của con người, là một trong các nguồn thức ăn chính của hơn một nửa dân số trên thế giới. BioMR2 là một sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. BioMR2 được làm từ hạt mầm của hạt gạo lứt, một loại gạo lứt quý hiếm
được cấy trồng trong một môi trường có chất kềm tự nhiên mà người dân gọi đơn giản là đất phèn, và liên tục được bồi đắp bằng những chất hữu cơ thiên nhiên là các loài tảo mộc có tên gọi là spirulina đã mọc sẵn trên vùng đất đó. Bio-MR2 không có phản ứng phụ, không chứa các chất phụ gia nhân tạo và hóa chất bảo quản, không xịt thuốc trừ sâu. Bio-MR2 là một sản phẩm 100% thiên nhiên, an toàn chắc chắn và thích hợp cho mọi lứa tuổi, và có thể sử dụng cùng với các loại thuốc điều trị khác mà không gây ra các phản ứng phụ. Vì Bio-MR2 được chiết xuất từ hạt mầm của hạt gạo lứt, nên 100 pounds hạt gạo lứt chỉ cho ra có 1 pounds hạt mầm Bio-MR2 mà thôi. Bio-MR2 là một sản phẩm độc đáo được sáng tạo để tạo ra năng lượng cho cơ thể một cách cao nhất và hữu hiệu nhất. Quá trình đòi hỏi rất tinh vi, hãng bào chế phải có một hệ thống công nghệ thích hợp và hiện đại để đảm bảo và ổn định chức năng của hạt mầm và giữ được nguyên vẹn 100% những chất bổ dưỡng trong thành phẩm để cơ thể của chúng ta tiếp nhận chúng một cách mau chóng và giúp đạt hiệu quả cao nhằm tạo ra các năng lượng cần thiết cho cơ thể. Bio-MR2 là sản phẩm cho sức khỏe của thế hệ mới và phổ biến trên 26 nước. Những kết quả tối ưu và những khám phá mới đã đưa sản phẩm Bio-MR2 có mặt trên thị trường trên 19 năm qua. Và vào tháng 3 năm 2007, Bio-MR2 đã nhận được giải thưởng hạng nhất của Bộ Sở hữu Trí tuệ và Cơ quan Đổi mới Quốc gia Thái Lan và được công nhận là một trong những sáng tạo hàng đầu của đất nước. Kính thưa quý vị, trong cơ thể chúng ta, các tế bào đang ngày đêm hoạt động để giữ và giúp cho chúng ta khỏe mạnh. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, do có nhiều tiếp xúc với các hóa chất độc hại cùng với lối sống không lành mạnh đã tạo ra các phân tử xấu, gây nhiều tác hại lên cơ thể và tạo ra các gốc tự do. Các gốc tự do là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh tật cho cơ thể cùng với sự tiếp xúc của các tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời. Trong không khí ô nhiễm môi trường hiện nay, chúng ta hít thở các chất độc và các chất thải từ các nhà máy hóa chất, những khói xăng của các loại xe cơ giới chúng ta sử dụng mỗi ngày và những thói quen sinh hoạt ăn uống không lành mạnh của chúng ta đã dẫn đến nhiều nguyên do suy nhược cơ thể và làm ảnh hưởng đến chất lượng sống của hàng triệu người trên toàn cầu mỗi năm. Nam Minh có thể làm một ví dụ đơn giản như sau: cơ thể chúng ta giống như một cỗ máy vận chuyển hàng ngày. Nếu không được bảo hành và sửa chữa đúng mức thì chúng sẽ trở nên rỉ sét, vận động không hoàn hảo và đến một lúc nào đó nó sẽ ngưng hoạt động và không thể sử dụng được nữa. Kính thưa quý vị, vì thế chúng ta phải biết chăm lo cho sức khỏe khi mà bộ máy cơ thể chưa lên tiếng báo động. Vì khi cơ thể đã lên tiếng báo động thì đôi khi đã muộn màng vì các bệnh tật đã tấn công vào hành hành trong cơ thể của chúng ta. Người xưa có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh là vì thế. Tiến sĩ Mark Smith nói rằng nếu chúng ta có thể suy nghĩ cặn kẽ thì chúng ta có thể nhìn thấy vì đâu có sự thiếu sót của tế bào dinh dưỡng và vì đâu cơ thể bắt đầu suy sụp. Bằng sự nhận biết tầm quan trọng của sự dinh dưỡng cho cơ thể, chúng ta có thể nuôi dưỡng tế bào bằng những nguồn dinh dưỡng tốt nhất và cần thiết cho chúng và giúp cho chúng có thể trở nên mạnh và khỏe hơn. Bio-MR2 có thể ngăn ngừa các bệnh tật như sau. Hạt mầm gạo lứt có chứa khoảng 40% chất xơ rất cần thiết với cơ thể. Sử dụng hạt mầm gạo lứt giúp cơ thể ngăn ngừa khỏi các bệnh khác như cao mỡ, cao máu, tiểu đường, bệnh gout, viêm loét bao tử. Nó cũng giúp cho tăng cường sức khỏe của tim mạch và giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa bình thường. Hạt mầm gạo lứt có rất ít hydrate carbon, là một dạng tinh bột xấu so với gạo trắng. Ngoài ra, nó còn ngăn chặn sự tăng cân quá mức và giúp cho cơ thể khỏe mạnh và hoạt động cả ngày. Hạt mầm gạo lứt Bio-MR2 rất giàu magie. Magie là một khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe cho xương và làm giảm viêm khớp.
sử dụng BioMR2 để bổ sung magie mỗi ngày để giúp ngăn ngừa viêm khớp và các bệnh khác có liên quan. Dầu trong mầm gạo lứt được biết là giảm mức độ cholesterol xấu trong cơ thể. Nó cũng giúp tăng HDL cholesterol tốt. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tim. Hạt mầm gạo lứt BioMR2 giàu chất xơ không hòa tan. Nó giúp để hỗ trợ quá trình tiêu hóa tốt. Ăn gạo lứt giúp bài tiết, do đó ngăn ngừa các vấn đề táo bón. Thưa quý vị, 10g hạt mầm gạo lứt có khoảng 1.2mg kẽm. Kẽm thúc đẩy một mái tóc khỏe mạnh và cho làn da tươi sáng. Nó cũng giúp ngăn ngừa các vấn đề về mụn trứng cá và mụn trên da. Điều gì đã khiến cho BioMR2 tạo ra một dấu ấn riêng đặc sắc cho nó so với các sản phẩm khác trên thị trường ngày nay? Là vì nó không đơn thuần là một chất bổ dưỡng, mà nó còn giúp cơ thể chúng ta tự sản xuất ra năng lượng, tự giải độc cho cơ thể, làm phục hồi và trẻ lại các tế bào, giúp cho cơ thể hoạt động hiệu quả và duy trì sức khỏe. Đó là lý do tại sao BioMR2 có những đặc tính quan trọng giúp cho toàn bộ sự hoạt động của cơ thể. Thưa quý vị, sau khi dùng BioMR2, chúng ta sẽ cảm nhận được những thay đổi tích cực trong cơ thể. Ví dụ trong vấn đề tiêu hóa và hệ thống bài tiết, chúng ta sẽ cảm thấy được sự cân bằng, sảng khoái hơn. Về phái nữ, sẽ giảm bớt các triệu chứng khó chịu cũng như ảnh hưởng về da trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. Đồng thời cũng giảm các biến loạn về tâm lý, giúp mang lại niềm vui trong cuộc sống. Đối với các cụ cao niên và những người ít hoạt động suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, sau khi dùng BioMR2 sẽ tràn đầy năng lượng, năng hoạt động hơn và cảm thấy yêu đời hơn. Thưa quý vị, BioMR2 đã được các nhà khoa học chứng minh là một sản phẩm đặc sắc về sinh học trong thế kỷ 21. Nhưng có lẽ bằng chứng thuyết phục nhất là những phản hồi tích cực về các hiệu quả mỹ mãn mà công ty nhận được từ hàng trăm nghìn khách hàng trong 19 năm qua. Với BioMR2, chúng ta sẽ không phải lo lắng về vấn đề sức khỏe của cơ thể do sự suy yếu nhanh chóng theo tuổi tác và nỗi đớn đau vì bệnh tật. BioMR2 có thể tạo nên những khác biệt lớn cho chúng ta. Và đừng chờ đợi thêm nữa, hãy làm cho cơ thể đổi mới. Và xin quý vị nhớ cho rằng, một cơ thể khỏe mạnh mới có một cuộc sống khỏe mạnh. Hãy liên lạc với chúng tôi bằng 4 cách sau đây. Mua ở các đại lý hoặc đặt hàng trên trang mạng www.brom.com. Xin gọi đặt hàng qua các số điện thoại sau 916-491-9219, 916-307-7661, 714-306-1499. Và quý vị cũng có thể gửi money order hay check cộng với 10 đồng tiền shipping cùng với tên và số điện thoại đến địa chỉ Prom LLC 4300 đường số 82 Suite K, thành phố Sacramento, Cali 95826. Tôi là bà Lan Nguyễn, năm nay 87 tuổi. Tôi bị đau nhức hai cái đầu gối, chân đi cái chân phải thì 10 phần, cái chân trái là chỉ có rứt 5 phần thôi. Mỗi lần rứt thế là phải đi bác sĩ chích một mũi thuốc vào đầu gối. Và tôi lại áp huyết, nó cũng không có đều hòa. Đó, thành ra thì thấy cô Mai Trang nói ở trên đài Radio Bonsa, thành ra tôi mua thử hai lọ uống. Mà uống thì hai lọ đầu thì nó, tôi thấy cái chân nó đỡ giúp về đêm, mà đỡ vọt bẻ. Mà uống thêm hai lọ nữa thì nó cũng bớt được 8 phần. Mà tóc thì đỡ rụng. Đó, mà lại đỡ
áp huyết thì nó cũng đỡ nhiều, chứ một ngày là phải uống 4 viên thuốc cao máu. Thế tôi uống hết tất cả là 4 lọ thì nó hết hẳn, mà tóc thì không rụng, mà áp huyết thì nó đều hòa, mà vọt không có vọt bẻ ban đêm nữa. Cái thuốc bio mà auto tốt thì tôi có một cậu con trai ở bên Texas bị sưng, bị phong thấp, đi bác sĩ nói chữa không được. Hai cái đầu gối sưng phù lên, tay thì cũng sưng cóng, đi phải chống gậy. Tại vì cháu nó ở Việt Nam, đi phải đi thủy lợi bốc bùn, một ngày 10 tiếng ở dưới bùn, dưới sông bốc bùn lên, thành ra thì bị thế. Tôi cũng mua cho cháu uống thử. Tôi cũng mua cho cháu 4 lọ gửi liền. Thế thì cháu nó uống thử là 4 lọ đó, thì cháu nó thấy 2 lọ trước thì thấy nó cũng bớt 10 phần, thì cũng bớt được 3-4. Để uống tiếp 2 lọ nữa thì nó cũng được 6. Sau uống tiếp 2 lọ nữa thì cháu nó cũng bớt đi. Thành ra cháu nó lại uống tiếp thêm nữa, 2 lọ nữa là 8 lọ. Thành ra nó khỏi hẳn, đi đứng như thường. Tôi xin giới thiệu cho quý vị thính giả để nghe. Cứ tuy là nó mắc thiệt đó, nhưng mà nó có công hiệu. Muốn chứ còn thế, thành ra thì tôi xin giới thiệu cho thính giả biết. BioMR2 is suitable for people with low energy, digestive related, and prolonged health problems, and for overall optimal wellness. BioMR2 can be used to support medical treatments in conjunction with prescribed medication for higher effectiveness and less toxicity and less drug reactions. BioMR2 has been available in the United States for over 10 years now and is a truly trusted product. I have been using BioMR2 with my patients for over 15 years and have seen fantastic, consistent results, as well as having seen all the research that's been performed with this product over the last 15 years. I highly recommend it for everyone.